thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dẫm vui. Trường xưa vắng ta, mai ta lại về. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì em tiếp tục cập nhật đến cho quý vị và các bạn một cái dòng loan hàng bãi của CBA Cautic em nhé. Đây, CBA Cautic. Thì đối với dòng loa này thì nó rất là đặc biệt anh em nhé. Dòng loa này, CBA Cautic này. Đấy. Dòng loa này thì sử dụng tép kèn neo, làm bằng từ neodymium anh em nhé. Đấy, cho chất âm rất là sáng, rõ này. Đây, hàng bãi xịn anh em nha. Về mã là KH12. Đấy. Giải tần đáp ứng của nó 52 đến 20.000 kHz. Đấy, tiếng rất là sáng. Công suất trung bình, công suất liên tục RMS 300W, trở kháng 8 ohm. Đấy. Tín hiệu đầu vào 1 cộng 1 trừ anh em nha. Của hãng CB Acoustic xịn luôn anh em nha. Thùng làm rất là chắc chắn luôn. Đấy. Loa full 30 anh em nhé, full bát 30 à, còn rất là đẹp. Thì ở đây thì em còn 5-6 đôi mới phải cập nhật anh em nhé. 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi. Ở dưới nhà 2 đôi là 5 đôi anh em nhé. Đấy. Đấy, chi tiết anh em có thể nhìn ngoại thất của nó này, thùng vát. Đấy, ra lại anh có thể làm monitor được anh em nhé. Đây là dạng loa full, tiếng rất là hay. Về lời ca, tiếng hát, về chất âm, chất nhạc tiếng rất là phê anh em nha. Tất cả các cái ốc thì mình treo giá còn đầy đủ hết anh em nha. Và thay sách đằng sau. Đấy, mặt căng lưới từ mặt trước nha. Đấy, CB. Đấy, về lưu này thì nó đồng bộ cả loa đẩy và vang của CBA Cautic anh em nha. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh em xem chi tiết nội thất ở bên trong của cặp loa này nha. Xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Ok, đây là bên trong nội thất của cặp loa CB Acoustic em nhé, KH12 phiên bản đặc biệt anh em nhé. Anh em từng con ốc này rất là xịn sò, hàng cực kỳ đẹp anh em nhé. Bát này rất là uy lực anh em này. Tín kèn là kèn neo anh em nhé. Sáng, lỗ thông hơi mặt trước. Đấy. Thiết kế thùng bát. Đấy, thùng bát 5 cạnh nhá. Đây, bên hông này có ốc treo cho anh em luôn. Đấy, treo tai, treo nóc, treo nằm được hết anh em nhé. Kể cả lỗ này anh em treo giá gậy anh em nhé, giá ba chân. Còn đây là phần bát chép để cho anh em xem luôn. Đây là một cái kèn neo anh em này. Đây, kèn neo đây có mã ND351 nhá, PC pad đầy đủ này. Cái kèn này bằng chất liệu composite anh em nhé, rất là đặc biệt. Đấy, cùng chất liệu với những trực cặp loa cao cấp như là Audio Center PS12+, PS12. Đấy, rất nhỏ, anh em sờ vào đây thì cảm nhận nó rất là nhám này. Đây, nhám nhám này. Đấy, nó không bóng như kiểu là nhựa tái chế anh em nhé. Đây là chất liệu composite cho tiếng rất sáng, mềm, êm, nhuyễn anh em nhé. Nó không bị chói. Đặc biệt của chất liệu này như vậy. Đấy. Ok, đây là phần bát này. Bát này được làm bằng một cái này là gọi là sắt từ trắng anh em nhé. Sắt từ trắng. Còn đây là từ ferrit này. Cái từ nó sẽ sâu vào tận đây. Đấy, đây. Bỏ thoát khí và thoát nhiệt của bát đây. Đây, cái mã đây 12QS65002, anh có thể check mã này là ra sản phẩm. Đấy, cái xương của dòng này nó là xương gang, xương gang sơn sần, anh em nhìn kỹ chưa, xương gang sơn sần nhá, rất là gấu luôn. Đây, bát này, bát nhân 3 ngấn, đặc trưng với những cái dòng cao cấp, bát ngàn 3 nhà ngấn này. Bát cái này là bát bóng anh em nhá, bát bóng, gần xịn luôn, gần xịn xò luôn anh em nhá. Rốn này, đúng này, con 76 nhá. Đấy, chất liệu tiếng rất êm, mềm, sâu. Một trong những cặp loa rất hiếm gặp để xuống những cái bát rất là sâu em nhá. Đây là phần côn. Côn zin nguyên bản, nhện vàng. Và đặc biệt là trên cái màng bát này thì sẽ được dập số nhá anh em nhá. Đây là phần nối giữa màng và cầu loa. Cầu loa được đinh tán nhá. Cầu loa đinh tán luôn này. Tán đinh. Đấy.
số đây, số được dập trên màng. Khi những con bát làm lại thì nó sẽ bị mất, nếu mà tay màng nó sẽ mất cái này, mất cái mã này. Sơn anh em nhìn được rất là xịn, từng chi tiết một luôn anh em này, quá chất luôn. Mắt xương cận vầu này nó cong cong này, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chấu anh em nha, 8 chấu rất là đẹp. Đây, lộ thoát khí này chưa. Rồi thùng nhá, thùng cực kỳ chắc chắn này, chất liệu chôn ốc bên trong này, bông tiêu âm. Còn cái đây là phân tần, phân tần rất to như một quyển vở. Anh em có thể thấy ở trên này là nó sẽ sử dụng là 2 quần cảm 3 tụ, đây là 4 tụ anh em nhá, 1 2 3 4, 2 tụ vuông 2 tụ tròn, 2 quần cảm và chở 4 con, rất đẹp anh em nhá. Dây bắt loa cực kỳ đẳng cấp luôn. Ok, đây cho anh em xem này, cái thông số của nó là xuống đến 52 Hz anh em nhá, đến 20.000 kHz, một trong những cái dòng loa cái thông số nó xuống được sâu nhất và đều nhất anh em nhá. Bass xuống đến tầm 52 Hz và chép lên đến 20k, công suất trung bình 300 800 8 ohm. Love.
đường khuya vắng điêu để sầu đi trong nỗi nhớ. Vừa nghe xong em test ở trên cái cặp loa này, vừa một trong những cái combo được đồng bộ với nhau, vang CB Acoustic TD7, cục đẩy TD7 anh em nhá. Thì con này nó là chạy so sánh Ken, tiếng rất là hay luôn, cửa lát TD anh em nhá, đời rất là cao. Và con vang số là CB Acoustic mã số D4 anh em nhá. Và bộ micro này là bộ micro XGO U880 và cặp loa CB Acoustic KH12 kèn neo. Đấy, xin báo giá luôn cho một số anh em có thể nắm được giá để mình chơi. Thì các cặp loa CB Acoustic này KH12 kèn neo được bán tại 12,5 triệu tại Anh Audio. Và con vang D4 này giá là 3,2 triệu, cục đẩy class TD7, phiên bản đặc biệt của nó là chạy sòn san Ken anh em nha. Sòn san Ken giá 5,8 triệu một cục anh em nha, 5,8 triệu một cục. Đấy, ok. Và cái bộ micro này thì có giá là 3,5 triệu anh em nha, XGO U880 đầu 7. Đấy, xin chào tạm biệt quý vị và bạn vào những video lần sau.